Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. COVID-19 có dấu hiệu lan rộng hơn rất nhiều so với nhận định ban đầu. Một nghiên cứu mới ở bang California, Mỹ phát hiện số người nhiễm COVID-19 có thể cao gấp hàng chục lần so với dự đoán trước đây, theo The Guardian. Nghiên cứu từ Đại học Stanford được công bố hôm thứ Sáu 17 tháng 4 nhưng chưa được bình duyệt, đã lấy mẫu thử nghiệm từ 3.330 người ở hạt Santa Clara, phát hiện virus này phổ biến hơn 50-85 lần so với số liệu chính thức. Để nới lỏng tình trạng phong tỏa được thiết lập hiện tại nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, các quan chức y tế trước tiên phải xác định có bao nhiêu người nhiễm bệnh. Các nghiên cứu quy mô lớn về sự lây nhiễm virus trong một khu vực có thể đóng vai trò quan trọng, các nhà nghiên cứu cho biết. Thuốc trị COVID-19 của Gilead có hiệu quả khả quan. Một bệnh viện ở Chicago điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng với thuốc kháng virus Remdesivir của Gilead đang chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng và thuyên giảm các triệu chứng sốt và khó thở. Gần như tất cả các bệnh nhân đều được xuất viện trong chưa đầy một tuần. Remdesivir là một loại những loại thuốc đầu tiên được xác định có khả năng tác động đến SARS-CoV-2, loại virus corona chủng mới gây ra COVID-19. Trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm, cả thế giới đang chờ đợi kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng của Gilead, và kết quả tích cực bước đầu có thể sẽ đẩy nhanh tiến trình phê duyệt của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA và các cơ quan quản lý khác. Nếu an toàn và hiệu quả, nó có thể trở thành phương pháp điều trị đầu tiên chống lại căn bệnh này. Trường Y Đại học Chicago đã tuyển 125 người mắc COVID-19 vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của Gilead. Trong số những người này, 113 người mắc bệnh nặng. Tất cả các bệnh nhân đã được điều trị bằng truyền dịch hàng ngày với Remdesivir. Tài liệu mật rò rỉ tiết lộ Trung Quốc đã biết trước COVID-19 sẽ trở thành đại dịch toàn cầu. Các tài liệu chính phủ nội bộ của Trung Quốc mà hãng tin AP thu thập được cho thấy ngay từ giữa thời điểm tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã biết COVID-19 sẽ bùng phát thành đại dịch và là một căn bệnh rất dễ lây lan giữa người với người. Nhưng cùng lúc đó, Trung Quốc lại nói với Tổ chức Y tế Thế giới WHO rằng không có bằng chứng nào về khả năng lây lan từ người sang người, theo InfoWars. AP cũng lưu ý rằng các bản ghi nhớ cho thấy người đứng đầu Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Ma Xiaowei đã đưa ra một đánh giá tiêu cực ảm đạm về tình hình dịch bệnh vào ngày 14 tháng 1 trong một cuộc họp từ xa bí mật với các quan chức y tế tỉnh. Tình hình dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp. Đây là thách thức nghiêm trọng nhất kể từ dịch SARS năm 2003 và có khả năng phát triển thành một cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng lớn, ông Ma cảnh báo, theo trích dẫn trong tài liệu. Anh sau đại dịch, quan hệ với Trung Quốc sẽ không còn như xưa. Mối quan hệ giữa London và Bắc Kinh sẽ không còn như thường lệ sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc. Bộ trưởng Ngoại giao Anh và quyền Thủ tướng Dominic Raab nói, một động thái thể hiện lập trường cứng rắn đối với cách xử lý dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc, theo The Epoch Times. Raab, người đang tạm thay thế vai trò Thủ tướng Boris Johnson khi ông hồi phục từ COVID-19, nhận định, hiển nhiên, hai bên sẽ không thể duy trì mối quan hệ như xưa sau cuộc khủng hoảng này, và chúng ta sẽ phải đặt lại những câu hỏi khó về cách thức virus này xuất hiện và liệu dịch bệnh có thể được ngăn chặn sớm hơn. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ leo thang chỉ trích Trung Quốc về sự thiếu minh bạch trong đại dịch. Trong khi đó, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc che đậy sự bùng phát COVID-19, khiến dịch bệnh lan rộng trên khắp toàn cầu. Triều Tiên thúc đẩy chương trình hạt nhân và hoạt động thương mại bất hợp pháp. Triều Tiên đang thúc đẩy chương trình hạt nhân và gia tăng hoạt động buôn bán bất hợp pháp theo những cách thức mới và mờ ám hơn,
theo báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc, hãng tin CBS News cho hay. Báo cáo tuyên bố Triều Tiên đã không dừng lại các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp, ngược lại, tiếp tục tăng cường, từ đó vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và họ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng và nền tảng cho chương trình tên lửa của mình. Hai thử nghiệm động cơ tên lửa vào ngày 7 và 13 tháng 12 năm 2019 có thể nhằm mục đích hội tụ điều kiện cho việc vận hành động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, nhiên liệu lỏng hoặc kiểm tra các lô động cơ hiện có trong kho có thể là nhiên liệu rắn, theo báo cáo. Nhưng dù bằng cách nào, báo cáo kết luận, chúng đều chỉ ra một giai đoạn mới trong chương trình tên lửa đạn đạo của nước này. Hiệp hội Y tế Thế giới gửi thư cho WHO bày tỏ sự ủng hộ Đài Loan. Các báo cáo hôm 17 tháng 4 cho biết, Hiệp hội Y tế Thế giới viết tắt là WMA đã viết một lá thư gửi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề nghị Đài Loan được phép tham dự Hội nghị Y tế Thế giới, theo Taiwan News. Theo bức thư, sự bùng phát virus minh họa cho những hậu quả sai lầm khủng khiếp và gây thiệt hại cho sức khỏe toàn cầu như thế nào khi loại trừ Đài Loan khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Bức thư cho biết, cả trong cuộc khủng hoảng SARS năm 2003 và đại dịch hiện nay, WHO đã không chú ý đầy đủ đến Đài Loan khiến thế giới phải trả giá cao. Nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt trong lễ kỷ niệm quan trọng. Theo Reuters, hôm 17 tháng 4, các nhà phân tích cho biết sự vắng mặt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một sự kiện kỷ niệm quan trọng trong tuần này đã gợi lại những suy đoán về vấn đề sức khỏe tiềm ẩn của ông. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, Triều Tiên đã kỷ niệm sinh nhật của ông Kim Nhật Thành, người lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên từ khi thành lập nước này vào năm 1948. Đây cũng là ông nội của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un, nhưng không thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên này tham gia lễ kỷ niệm. Cheon Seong-chang, một thành viên cao cấp tại Viện Sion của Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên chuyến thăm của Kim Jong-un tới nơi lưu giữ thi thể của ông nội Kim Nhật Thành đã không được báo cáo trên truyền thông nhà nước kể từ khi ông lên nắm quyền. Tàu khảo sát Trung Quốc bám sát tàu hoang Malaysia. Reuters hôm 17 tháng 4 dẫn ba nguồn tin cho biết tàu địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc bám theo tàu khoang West Capella do công ty dầu khí Malaysia Petronas vận hành trên Biển Đông. Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 có lúc được 10 tàu Trung Quốc hậu tống, gồm các tàu hải cảnh và tàu của lực lượng dân binh, một nguồn tin an ninh Malaysia cho biết. Dữ liệu của Marine Traffic trang web chuyên theo dõi các tàu biển cho thấy địa chất Hải Dương 8 hôm nay ở vị trí cách bờ biển Malaysia 324 km. Vùng biển tàu địa chất Hải Dương 8 và tàu khoang West Capella hoạt động nằm gần khu vực tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia. Văn phòng Thủ tướng, Bộ Quốc phòng Malaysia, hãng Petronas cùng Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. WHO tiếp tục ca ngợi Trung Quốc, tuyên bố việc sửa số liệu tử vong do COVID-19 là bình thường. AFP đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng việc điều chỉnh số liệu về dịch COVID-19 là bình thường và các nước khác có thể làm tương tự để có số thống kê chính xác nhất. Trước đó, giới chức Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 17 tháng 4 bất ngờ điều chỉnh số liệu về số người chết và mắc COVID-19 tại địa phương này. Trong đó, đáng chú ý là số người chết tăng thêm gần 1.300 ca, gấp rưỡi con số ban đầu, nâng tổng số người chết tại nơi từng là tâm dịch COVID-19 của thế giới lên 3.869 ca. Bình luận về động thái này của giới chức Vũ Hán, lãnh đạo WHO cho rằng việc điều chỉnh này nhằm không bỏ sót ca bệnh nào, vì khi ở giai đoạn đầu bùng phát dịch, giới chức y tế Vũ Hán có thể đã quá tải nên khó tránh khỏi sai sót thống kê. Tuy vậy, con số tử vong
thực sự tại Vũ Hán, sau điều chỉnh vẫn có thể là quá nhỏ và không sát với thực tế. Theo một nghiên cứu gần đây, số ca tử vong vì COVID-19 tại Vũ Hán có thể cao gấp 20 lần con số chính thức. Các nhà nghiên cứu phát hiện triệu chứng mới khi nhiễm COVID-19, tổn thương bàn chân. Fox News hôm 17 tháng 4 đưa tin, các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha cho rằng họ đã phát hiện ra một triệu chứng khác ở bàn chân của những người nhiễm virus Vũ Hán. Các triệu chứng tương tự đang ngày càng được phát hiện ở bệnh nhân nhiễm COVID-19, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, mặc dù số trường hợp cũng đã được phát hiện ở người lớn. Tuyên bố từ các nhà nghiên cứu ở Tây Ban Nha cho biết, đây là những tổn thương màu tím, rất giống với bệnh thủy đậu, sởi, thường xuất hiện quanh ngón chân và thường lành mà không để lại dấu vết trên da. Các nhà nghiên cứu cho biết, tổn thương trên đã được phát hiện ở các bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán tại Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.